canh chua bông súng, cái canh chua bông sò đũa ngon cả nhà, ngon ha. Bữa nay tôi muốn chia sẻ cho cả nhà, khi mà tôi xem được một clip của bên sĩ Minh Hải Thanh Hải ở Bình Dương á, chia sẻ về gia đình đó ra tìm cái người con. Người con á thì thuộc về cái thế thứ ba là con gái, nhưng mà bây giờ thì người con đó là chuyển sang là dáng vẻ là một cái cậu thanh niên rồi, thì gia đình không chấp nhận con mình là một cái người con gái mà trở thành một người nam. Thì trong thời gian qua thì gia đình là không có đồng tình, cho nên cái người con này nè mới bỏ đi. Và hai người con của trong gia đình với cha với mẹ tìm em, và có một cái clip thì em về em ngồi nói chuyện, thì em nói là gia đình cũng hứa là con về đi rồi tạo điều kiện cho con rồi chấp nhận con rồi, nói chung là gia đình hứa hết. Nhưng mà em nói là nếu em về thì em biết là gia đình sẽ không bao giờ thực hiện, tại vì gia đình hứa nhưng mà không có thực hiện, và em biết là gia đình không bao giờ chấp nhận. Thì qua đây nè, em Nguyễn cũng chia sẻ với cả nhà, cho Nguyễn cũng có một đứa con vậy đó. Thì khi cháu lớp 11 á, cháu là một đứa con gái hoàn toàn, để tóc dài tới lưng, buộc như đuôi gà nha cả nhà. Nhưng mà khi mà lớp 11 á, thì con gái mới thú thật giới tính của mình, và lúc đó cho tôi rất là sốc cả nhà, tôi rất là sốc, và tôi cũng đâm đầu tôi lao vào tường tôi chết cho rồi. Và tôi có ý định là tồi tệ nhất là tôi tự giận luôn, vì tôi có hai đứa con, một một thằng con trai một đứa con gái, và tôi hy vọng đứa con gái này rất là nhiều. Nhưng mà khi mà con mình nói lên cái tính như thế thì cả nhà nghĩ là tâm lý của tôi như thế nào. Tôi rất là sốc, tôi rất là đau khổ, và tôi đã có ý định xấu tồi tệ đến như vậy đó. Nhưng sao, và tôi cố gắng, tôi khuyên con cỡ nào thì cũng không được. Cuối cùng á, thì tôi nghĩ rằng ông trời đã cho con mình như vậy rồi, mình phải chấp nhận thôi cả nhà. Nếu mình á, mình càng cố chừng nào thì mình càng xa con mình thêm, và mình nguy cơ mình sẽ mất đứa con của mình luôn nữa. Và cuối cùng á, thì tôi thông suốt và tôi chấp nhận điều đó, chấp nhận cho con sống thật với giới tính của mình. Mặc dầu không có một người cha người mẹ nào mà chấp nhận một đứa con gái, hiển hiện một đứa con gái của lớp 11 bằng áo dài trắng, tóc đuôi gà dài, mà bây giờ là một đứa con trai cắt tóc ngắn ăn bặn như một đứa con trai. Cái nhà cảm, cái nhà nghĩ là cảm xúc tôi nó đau khổ tột cùng. Nhưng mà sau khi mà mình dằn dằn kéo, mình cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không được, tại vì con nó cũng rất là đau khổ, nó cũng khóc rất là nhiều, nó khóc rất là nhiều luôn. Và cuối cùng tôi chấp nhận ở nhà, tôi thông suốt ra một điều, con tôi á, nó thiếu hụt. Khi mà thế giới thứ ba thì con mình nó đã khiếm khuyết rồi, thành ra tôi chấp nhận và tôi đồng hành cùng con tôi, cho con á sống đúng với giới tính của con tôi. Và khuyên con một điều á, là sống tốt, cố gắng học tới nơi tới chốn, và làm một công việc mà sau này nuôi sống bản thân con. Và tôi biết cái đường dài sau con tôi nó rất là khiếm khuyết, có thể nó rất là khổ luôn, sau này thì nó đâu còn có con cái được như mình cả nhà. Và tôi rất mừng á, là con tôi á, nó đã hiểu được, và nó cũng đi theo Phật cả nhà, đi theo Pháp, là đi theo đi các chùa chiền để mà ngồi nghe các thầy giảng về đạo lý, về cái cuộc sống, về lẽ sống cuộc ở trên cái đời, cuộc đời như thế nào, nào đúng nào sai. Và tôi rất là mừng về điều đó. Và tôi nghĩ là như các bậc cha mẹ, các phụ huynh á, nhưng các anh các chị các bạn các em cháu, nếu lỡ trong gia đình mình có một đứa con như vậy
thì mình nên đồng hành cùng con. Thay vì mình cố chấp, mình không đồng tình, mình không thể nào chấp nhận thì nên chấp nhận ở nhà. Vì đó là cái tính trời cho rồi, mình phải chịu và mình phải đồng hành cùng con mình, cùng đi với con mình trên cái chặng đường đó để hướng con mình đến một cái điều tốt đẹp nhất. Và ngày hôm nay á, mặc dầu tôi thì không tiền bạc hết cả nhà, nhưng mà tôi còn có được cái tình thương, là tình thương của con tôi, nó thương tôi và tôi cũng có được cái hạnh phúc khi mình là một người mẹ, mình hiểu được con mình và mình đồng hành cùng con mình. À, lúc trước á, tôi có những cái suy nghĩ như vậy nè cả nhà, mình sợ bà con mình, sợ bạn bè, sợ ánh mắt của những cái người sớm kiền đã nhìn vào con mình, nhìn vào hình thể con mình, và mình cảm giác như là mình mặc cảm, mình có một đứa con vậy, nó khiếm khuyết như vậy, và mình cảm giác như là mình ngại ngùng á. Nhưng mà bây giờ không có, tôi rất là đàng hoàng và tôi rất là tự hào luôn, vì con mình, dâu là thế tính thứ ba thì chăng nữa, nhưng con mình sống rất là tử tế, rất là đàng hoàng, và cháu rất là hiểu đạo lý, biết hiểu lẽ sống ở đời và biết thương yêu giữa con người với nhau, ứng xử rất là tốt. Đó là điều tôi rất là, tôi thấy là tôi rất là mừng ở nhà. Và tôi cũng khuyên các bạn nào mình có một đứa con như vậy thì mình nên đồng hành cùng con, thay vì mình e ngại, mình sợ sệt, mình sợ ánh mắt của người đời nhìn vào nó, à con nhỏ đó chợ nó có đứa con vậy đó, thì mình nên hãnh diện mình đồng hành cùng con mình và mình sánh vai cùng con mình đi ngoài đường, đi các nơi, và mình đồng hành cùng các những cái chỗ nào mà có những cái chương trình tốt á, mình cùng đi với con mình cả nhà. Đó là chia sẻ của tôi đó cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha. Bữa nay hiện Nguyễn một kho, một nồi kho khô với canh chua cả nhà, ngon ha.